người Ukraine đau đớn khi chỉ huy huyền thoại của Kiev tử trận ở Bakhmut. Đám đông binh lính và dân thường đã tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Kiev vào ngày 28 tháng 8 để tiễn biệt một chỉ huy cấp cao khác của Ukraine đã tử trận trong cuộc chiến với Nga. Khung cảnh này đã quá quen thuộc không chỉ ở miền trung Kiev và với toàn bộ Ukraine khi cuộc chiến kéo dài chưa có hồi kết. Sergei Initsky, biệt hiệu là Sonkin, là phó chỉ huy quân tình nguyện Ukraine và chỉ huy các hoạt động của lực lượng này tại khu vực Bakhmut đã tử trận trong trận chiến ngày 22 tháng 8. Mặc dù chi tiết chính xác về hoàn cảnh của ông chưa được công bố, tuy nhiên tại đám tang, người ta thông báo rằng ông đã ngã xuống trong trận chiến trực tiếp giành quốc Mimipka, một thị trấn tranh chấp cách Bakhmut khoảng 12 km về phía nam ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công thường xuyên. Buổi lễ được tổ chức đầu tiên tại tu điện mái vòm vàng của Thánh Michael trước khi đoàn dước đi bộ một đoạn ngắn xuống quảng trường độc lập Maidan Nezalesnosti. Hàng chục binh sĩ dưới sự chỉ huy của Inisky đã thực hiện chuyến đi từ tiền tuyến để tới sự tang lễ. Inisky từng là quân nhân chuyên nghiệp nhưng đã rời quân ngũ trước năm 2014 vì vấn đề sức khỏe. Sau đó khi cuộc chiến với Nga bắt đầu với việc bí mật chiếm đóng các vùng phía đông Ukraine, Inisky và con trai ông gia nhập đội quân tình nguyện Right Sector, sau đó theo chỉ huy Dmitry Jarosz gia nhập quân đội tình nguyện Ukraine mới thành lập, hay còn gọi là UDA. Sergei Pachuk, người phát ngôn của quân khu phía nam của UDA, nói với Kiev Independent, ông ấy là lý do chính khiến tinh thần tình nguyện này vẫn tồn tại tại Ukraine. Phong trào tình nguyện ngày đó là bất diệt, nó chỉ hoạt động dưới sự chỉ đạo của lực lượng vũ trang Ukraine. Trước cuộc chiến, Inisky, người gốc Kiev, là thành viên phục vụ của Hội đồng thành phố Kiev trong Đảng Đoàn kết châu Âu. Năm 2018, Inisky đại diện cho Ukraine tại Thế vận hội Invictus dành cho cựu chiến binh ở Sydney, Australia, giành huy chương vàng môn trèo thuyền trong nhà. Huân chương này được trưng bày một cách đầy tự hào tại tang lễ cùng với một số huy chương khác được trao tặng vì nghĩa vụ quân sự xuất sắc. Khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Inisky trở lại phục vụ trong UDA, chiến đấu ở cả tiền tuyến phía Nam và phía Đông, bao gồm cả cuộc phản công Kherson và trận chiến kéo dài đang diễn ra tại Bắc Mút. Iniskyi nổi tiếng vì đã chiến đấu trực tiếp với binh lính của mình trong một số trận chiến cam co nhất, một điều hết sức bất thường đối với một chỉ huy của cấp bậc đại tá. Trong quân đội, người ta nói rằng đại tá không chạy loanh quanh, họ ngồi ở phía sau và làm những công việc khác. Pratchuk nói, nhưng ông ấy không như vậy. Sau sự ra đi của những nhân vật quan trọng mang tính biểu tượng cho quân đội Ukraine trong cuộc chiến toàn diện, chẳng hạn như Demitro Da Vinci Kotsubalo, Initsky và mới đây là phi công chiến đấu Andrius Pichikov, chưa nói tới hàng nghìn quân nhân không được công chúng biết tới quá nhiều người Ukraine thường đưa lên mạng xã hội lời nhắc nhở rằng các anh hùng đang ngã xuống và tiếp tục ngã xuống, trường nào Nga còn tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine.